Chào anh em, thì hôm nay phải giới thiệu đến anh em cái mẫu mới nữa của Shimano, mẫu 2019 nữa. Thì em hôm là Pha đã review cho anh em coi là cái Sienna 4000. Hôm nay Pha sẽ review cái Shimano FX 4000. Thì cái dòng này nó sẽ thấp hơn cái dòng Sienna mấy trăm ngàn. Nó chơi cái kia là 565, cái này nó chỉ có 390 mấy thôi. Thì thấp hơn rồi khoảng trăm mấy chục ngàn. Đây. Rồi bây giờ ta sẽ khui cho anh em coi nha. Đây mọi người, đây là cái máy Shimano FX 4000. Thì đây cũng là một dòng mới. Đây là cái dòng máy mới của năm 2019 của Shimano. Đây là hiện tại bây giờ là cái dòng máy mới mà rẻ tiền nhất của Shimano. Đó. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn coi dòng dòng ở ngoài. Đó, nó cũng giống như hàng Shimano Sienna thôi, nhưng mà nó là dòng FX. Đó. Như đây. Dòng bi 5.2.1, 8,5 kg, 19 phao. Nặng 320 g. 333 bạc đạn. Một vòng quay của nó là sẽ thu được 82 cm giây. Đây là dây mono, dây số 4 được 150 m. Dây số 3 được 180 m. Và cái dây tải 10 phao thì nó sẽ được 200 m. Rồi bây giờ khui ra nha anh em. Đó. Thì nó rất đơn giản, nó cứ như đây. Đây có con tóc nữa. Con tóc quá dài luôn. Chắc chắn là phải con tóc của con Pha rồi. Đây. Thì đương nhiên là nó sẽ có sách hướng dẫn. Đó. Sách hướng dẫn thông số kỹ thuật này kia thôi. Giờ đây. Bên trong máy là nó có cái này là cái gì đây? Cái này khó quá bỏ nha anh em. Cái bên đây này là linh kiện thông số này kia thôi. Cho nó qua bên luôn. Rồi bây giờ tới đây là nó. Đây cái máy mình, khi mà các bạn mới nhận cái máy về thì nó chỉ như thế này. Đó. Tay quay này kia lủng củng. Đây nó hai dòng, thì đầu tiên á, các bạn nhận về thì các bạn sẽ dặn cái tay quay này vô. Đây là có con ốc nè, cái dặn ốc lại sẽ cứng vô. Đó, khi các bạn xuyên cứng thì nó sẽ như này, nó không có bị gơ nữa, nhưng mà nó sẽ hai chiều nè, quay vô nè, quay ra nè. Thì để đó thì các bạn sẽ lật ra sẽ thích, nó sẽ có cái cò đây. Đây mình sẽ bật cái cò đó là xong rồi, chỉ quay được một chiều thôi. Đó, như đây con này là sản xuất ở Malaysia luôn nha anh em. Đây Malaysia có tem Shimano luôn. Tay quay nè, tay quay nó rất là giống với con Sienna đó. Thanh này nhỏ gọn đẹp. Và hàng Shimano luôn luôn cái tiếng chuông ở đây. Đó. Tiếng chuông nó sẽ kêu bon bon bon. Rồi đây là cái này là cái thông số chuối dây của nó nè. Số 4 thì 150 m. Dây số dây 3.0 á, thì nó là 180 m. Rồi dây mà tải được 10 kg á, 10 lb là tương đương là 5 kg, dây tải 5 kg thì nó sẽ chứa 200 m. Đó. Cái nồi như thế này. Rất là đẹp. Thằng này nó cũng có rất là nhiều size, từ 500, 1000, 2000, 2500, 3000 và 4000. Thì con hiện tại mình đang cầm là con size 4000. Bây giờ mình sẽ tháo cái nồi ra để coi cái cốt nó có bằng bự không. Ô đây, nó cũng nhỏ chứ không bự các bạn, cái cốt nó cũng nhỏ. Cái dòng này là cái dòng này là để nó cọ vô đây, cọ đây nó sẽ kêu bon bon á. Vậy thôi,
cái cốp nó cũng nhỏ. Nói chung là cái thằng này về cái kết cấu ngoại hình thì đa số là nó giống với thằng Sienna. Về nhưng nó thấp hơn Sienna, Sienna mới thì nó bốn bạc tạng, còn cái thằng này thì nó chỉ ba bạc tạng thôi. Cái thằng này lại cao cấp hơn cái thằng Sienna cũ, tại vì Sienna cũ nó cây thường Sienna cũ nó chỉ có hai bạc đạn thôi, thằng này nó ba bạc đạn. Đó, thằng này giá tiền nó hình như là 395.000 cho size 4.000, còn mấy cái size còn lại thì mình sẽ để giá trên cho các bạn xem nha. Này khi các bạn vô dây các bạn không cần tháo này ra cũng được, không sao hết. Rồi vài bữa nữa nếu mình có thời gian á, mình sẽ review, mình so sánh giữa con Shimano con FX cũ với con FX mới này cho anh em coi cho nó khác biệt nhau gì nhiều không. Rồi cái này là cái nữa đó, bỏ vô. Rồi anh em nào có cần thì cứ alo cho Khoa nha, số điện thoại của Khoa để dưới phần xem thêm á, video nào cũng có số điện thoại hết nha. Thì anh em cứ bấm vô phần xem thêm ở dưới á, là các anh em thấy phần xem thêm là cái phần mô tả của video á. Rồi thì này kia là Khoa cũng giới thiệu cho anh em coi hết rồi, anh em mà thấy có thích thú với cái dòng máy này á, thì ủng hộ Khoa nha, chỉ 370.000 một cái thôi. Thì với cái dòng máy này á, thì anh em có thể là câu cá tra, câu cá ngát, câu tôm, nói chung là câu các loại cá mà sử dụng chì nhỏ vô tư, chì khoảng 100 đến 150 là anh em cá cảo vô tư rồi. Còn anh em mà xách đi câu cá bông lau á, thì bông lau thì bắt buộc cô phải xài chì lớn, chì khoảng 300 350. Anh em câu vẫn được nhưng mà nó tổn máy dữ lắm, câu vài bữa là nó gơ cái máy liền thôi. Thì khi mà anh em cảo mà cảo cá lớn á, thì anh em chỉ cần xả pin quay từ từ vô thì nó sẽ không tổn máy. Còn anh em cảo cục chì á, mà anh em xả một pin á, thì anh em quay nó sẽ không lên, tại vì cục chì nó chỉ chìm xuống nó to hơn nước. Còn con cá thì nó ăn nó chạy ra đã, thì anh em quay nó sẽ chạy theo anh em chạy vô. Cho nên là cái máy có thể dùng để câu cá lớn được, nhưng mà anh em lấy cái máy này để mà cảo cục chì lớn thì thua. Rồi có gì ủng hộ thôi nha anh em. Rồi cảm ơn anh em nhiều lắm, bye bye anh em.